Sau nhiều ngày mật phục theo dõi, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt quả tang nhóm chuyên móc túi bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện Chợ Rẫy. Công an quận 5 đã lấy lời khai lập hồ sơ đối với Võ Thị Mai Thi 48 tuổi, Châu Thị Thủy Sâm 48 tuổi cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Lai 30 tuổi ngụ tại tỉnh Ninh Thuận và Trần Văn Chiến 36 tuổi ngụ tại thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, mới đây nhóm đối tượng trên xuất hiện tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình, sau đó di chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy. Lực lượng công an quận 5 đã mật phục theo dõi và phát hiện 3 người trong nhóm trên vào bệnh viện Chợ Rẫy, người còn lại đứng bên ngoài bệnh viện để cảnh giới. Sau đó nhóm trên phát hiện một phụ nữ đang đứng ở quầy lấy số khám bệnh, túi áo khoác để hở ra một ví tiền. Các đối tượng đã tạo tình huống chen lấn, che chắn cho nhau, áp sát người phụ nữ để móc túi rồi truyền cho đồng bọn. Hành vi của các đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang và đưa về cơ quan công an làm việc. Bên trong chiếc ví vừa trộm được có 5 triệu đồng. Bước đầu công an xác định nhóm móc túi do Võ Thị Mai Thi, người có một tiền án về tội trộm cắp tài sản cầm đầu. Nhóm này đã thực hiện 5 vụ trộm cắp với tổng số tiền khoảng 25 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.